Với hơn 150 gian hàng với các không gian văn hóa, ẩm thực, làng nghề cùng nhiều hoạt động bên lề, lễ hội Thu Hà Nội lần thứ nhất sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm hấp dẫn vào cuối tháng này. Đến với lễ hội Thu Hà Nội lần thứ nhất, ban tổ chức bố trí 150 gian hàng chia thành các khu vực dọc phố Đinh Tiên Hoàng, phố Lê Thạch và khu vực nhà Bát Giác. Lễ hội năm nay có sự tham gia của 10 quận huyện Hoàn Kiếm, Mê Linh, Quốc Oai, Ứng Hòa, Ba Đình, Nam Tử Liêm, Cầu Giấy, Đông Anh, Ba Vì, Gia Lâm để quảng bá giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch cùng các sản phẩm du lịch, các di sản của địa phương. Ngoài ra, chương trình cũng thu hút 14 tỉnh thành phố tham gia giới thiệu du lịch địa phương bao gồm Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Phú Yên, Đồng Nai, An Giang. Ban tổ chức cho biết, lễ khai mạc Festival Thu Hà Nội sẽ diễn ra vào tối ngày 29 tháng 9 tại khu vực Đền Bà Kiệu với các chương trình nghệ thuật độc đáo, những hoạt động chính trong lễ hội này như Hội nghị phát triển du lịch Mix and Gold và khảo sát du lịch Gold Hà Nội, trưng bày ảnh thu Hà Nội tại Trung tâm Nghệ thuật 22 Hàng Buồm và tại vườn hoa Lý Thái Tổ, trình diễn trang phục áo dài đám cưới theo dòng thời gian, trải nghiệm không gian cốm Hà Nội, di sản nghề may áo dài trạch xá, Carnival Thu Hà Nội với sự tham gia của khoảng 1.500 người vào sáng mùng 1 tháng 10.